Chào buổi sáng nha mọi người. Thì hiện tại mình đang ở đường Hoa Lan, quận Phú Nhuận. Thì mình chuẩn bị đi sang quận Nhất để có công việc á. Thì mình đi ngang thì mình có thấy cái chỗ này bán bánh mì thì nó cũng đông lắm, mà tới 6-7 người phụ bán lẫn khách thì vô liên tục đó. Thì mình sẽ vô mua một ổ và quay xe cho mọi người xem nha. Đó, nhìn thấy cũng hấp dẫn lắm. Trước mặt mình là cái cầu Trần Khánh Dư đó, chuẩn bị sang quận Nhất đó nha. Cái bảng hiệu của cái chỗ bán bánh mì nè mọi người ơi, đó là bánh mì Lê Cu Gia Lai nha, số 47C đường Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận. Rất là nhiều lại người lại mua nè. Khi mà làm xong thì họ phải nướng lại cho nóng lại nó mọi người, cho nó ngon lại. Cái dưa leo. Mẹ có dưa leo 15. Đây hả? Mẹ có dưa leo 15. Không ớt luôn. Anh chị mấy ổ? Không ớt chà bông hả? Mùa 15 không ớt chà bông. Mỗi người có một cái việc làm riêng nha. Có anh này thì anh chuyên rọc bánh mì. Mấy người làm vậy anh? 7-8 người à? Người nhà không hay là sinh viên? Sinh viên à. Nó khoảng chừng 1 phút và cái chị này lấy khoảng chừng 7-8 mẫu đem lên đó mọi người, thấy không? Rất là nhiều, rất là đông. Cái bạn nam này thì là chuyên cắt bánh mì. Xong rồi cái chị áo xanh bên đây và mấy cô bên đây là ba người trên đây là làm xong rồi đó, đang làm đó. Làm xong rồi qua bên tay phải của mình đó là đem xuống nướng rồi đem ra cho khách. Ủa
Ủa chị ngoài cùng kia. Ủa có chưa? Đây chơi đang làm. Đang làm. 20 con mướp. Rồi, 20 con mướp đi. 15 đầy đủ. Hai ổ bánh tê trẻ đầy đủ á. Đầy đủ chú rồi sao? Rồi. Anh chị mấy ổ? Trước mặt mình là cái chị đội mũ màu đen là tôi tủ ở đây á mọi người. Không trẻ cây nha. Đây là bánh mì gì hả chị? Bánh mì ba tê Gia Lai. Bánh mì ba tê Gia Lai mọi người. Anh mấy ổ? Một ổ. Bánh mì đi. Để ý không rồi? Rồi 13. Bánh mì này nó có khác với mấy chỗ bánh mì khác không chị? Bánh mì đó bên nhà mình làm cái vật liệu nhà làm từ Gia Lai gửi vô hết. À là không bông. Là chỉ là chỉ là bánh mì là lấy ở đây thôi. Rồi. Dạ. Còn tê được trẻ cho bông là gửi từ Gia Lai. À là ở ngoài nhà ngoại là làm nguyên liệu gửi vô đây. Dạ. Đây đứa nó có vật bông. Không mất thì bông có chưa? Đây mấy quy miếng có không mất thì bông. Còn cái nào đây cái video được không trả? Không trả thì đưa. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Buổi sáng từ 6 giờ tới 10 đây. Giờ đó. Chiều 3 giờ tới. Bán cả tuần luôn, nguyên tuần luôn. Đúng rồi. Buổi chiều thì nghỉ thứ 7 chủ nhật. Buổi chiều thì thứ 7 với chủ nhật nghỉ nha mọi người. Đúng rồi, mình bán ở đây mấy bao lâu rồi chị? Bán đây được gần 3 năm. Gần 3 năm nha mọi người. Nè, bán gần 3 năm ngay chỗ này luôn hả chị? Dạ, 3 năm rồi nha mọi người. Ở đây là chị này chỉ bán là một ổ bình thường là 13.000. Đó mọi người, ổ bình thường là 13.000. Rất là bình dân. Còn ai muốn kêu thêm hay gì đó là khoảng 15 17 là rất là ngon rồi. Đó mọi người thấy không, đem thêm một phần xé bánh mì nữa nè. Từ sáng tới giờ thì mình không có đếm nhưng mà thấy cũng nhiều lần lắm rồi. Không ớt không leo rồi 20 chị bánh tê. Ở đây là mọi người làm rất là vệ sinh, là có bao tay rồi bịt khẩu trang rồi nha mọi người. Đó, rất là vệ sinh sạch sẽ. Bên góc trái của mình là có bốn cái khay màu xanh đó mọi người. Cái đó là cái mấy cái nguyên liệu của trong bánh mì đó. Như là mình thấy là có bơ, thịt bằm đó đúng không gái? Pate, bơ, tương ớt, ớt sa tế và nước sốt là bốn phần. Còn ở đây là pate luôn hả chị? Pate luôn, cái này là phụ chát bên kia. Nhìn hấp dẫn quá. Làm không đẹp. Dạ. Có trà bông nữa nha mọi người. Trà bông. Ngoài ổ bánh mì ra với mấy dưa leo rau đồ ra thì chả lụa với lại tất cả là ở ngoài Gia Lai đem vô hết. Tại vì cái chỗ này hơi hẹp nên mình không có đem, không có quay vô cho mọi người xem được. Đang làm pate nè mọi người.
Ba tê này, ba tê heo đúng không chị? Còn là than không à? Mì lên mọi người thấy không, là khách tới liên tục luôn đó, là khoảng chừng một hai phút là như vậy không đó. Có cái anh mới đem bánh mì tới nữa nè. Có một anh người nước ngoài tới nè mọi người, bên tay phải mình đó, thấy không? Anh mua nhiều bát chơi đen nữa nè. Cho chị bộ 25 có một không thêm nhiều hết nha. Mọi người thấy không, có cái chị làm công ty nào mua vô cho công ty nào mọi người, rất là nhiều. Đó, thấy không, mua lần mấy chục ổ rồi. Chị biết bánh mì đây bán lâu chưa? Dạ rồi. À rồi à. Chị ăn đây lâu chưa? Em ăn lâu rồi. Chị thấy nó sao? Cái hương vị nó sao? Còn giá sao chị? Giá mềm. Nói chung là ăn sáng giá này là ok. Hợp lý ha. Đúng rồi. Rồi rồi, em cảm ơn chị. Đây nè mọi người, trên tay mình là mình mua tại chỗ là ổ bánh mì là 13.000. Đó. Giá ở đây là 13.000, tùy theo muốn ăn gì thì mình kêu thêm á mọi người. Đó. Có tâm mà có giấy nè, rất là dẫn. Đó, đây nè, mình lấy cho mọi người thêm nha. Pate, chả, chà bông, bánh mì Gia Lai. Đó. Rất là nóng nha. Mình xin nhắc lại cái địa chỉ là 47 đường Hoa Lan, quận Phú Nhuận. Phường 2, quận Phú Nhuận.